Xin chào tất cả mọi người. Đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp Sáng Trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là một trong những ngày vô cùng đẹp trời, bởi vì đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp Sáng Trang vừa mới xong một tác phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp, đã được cơ sở chúng tôi làm trực tiếp tại xưởng. Và trước mắt quý vị là một trong những sản phẩm tác phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp có tên gọi là Sạp Ba Thành, và có tên có và Trung Quốc gọi là Lúa Hoàn Choáng. Để trước mắt quý vị là một trong những sản phẩm đã được cơ sở chúng tôi dày công từ khâu mua gỗ, thiết kế cho đến khâu hoàn thiện sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm đã được cơ sở chúng tôi làm trong một thời gian rất dài. Và chiếc sạp này quý vị có thể mua về, bởi vì nó có tính ứng dụng rất cao, kê ở phòng khách, phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách, phòng trà. Đây anh chị em có thấy này, ngồi rất thoải mái và thư thái. Và một bộ như thế này bao gồm hai sản phẩm. Đấy ạ, đây là một chiếc sạp to và đây là một chiếc kỷ. Thì anh chị em có thể là ngồi uống trà, đọc sách, hoặc ta có thể nằm ngủ thư giãn sau những ngày làm việc vô cùng mệt mỏi. Và sau đây tôi xin nhân rộng giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm như sau. Đây trước mắt quý vị là một chiếc sập có thông số kỹ thuật là chiều dài là 2m và chiều sâu là 1m. Và toàn bộ chiếc sập này đã được cơ sở chúng tôi làm chân là chân 14, yếm 3 phân và khung tranh là 3 phân rưỡi. Và linh hồn để làm nên một trong những sản phẩm đẹp như thế này phải nói đến đó là cái lối hàng ngang. Đây ạ, tôi sẽ chỉ cho quý vị anh chị em biết thế nào là một trong những sản phẩm rất kỹ, vô cùng chất lượng. Đây, anh chị em có thấy không? Hàng toàn bộ là hàng tháo rời. Đấy, tất cả những đường mọng mòi thẳng tắp, vô cùng sắc nét và có hết cài, yếm, cài, sập từ trên xuống dưới. Đấy, và đặc biệt, chúng tôi, đặc biệt là mọng khung tranh. Ngoài mọng thủng ra, cơ sở chúng tôi có làm thêm một chiếc mọng kẹp như thế này. Và chức năng của mọng kẹp đó là để chống vênh. Đấy, tại sao lại có cái mọng kẹp như thế này? Thì đây là một trong những chi tiết rất nhỏ thôi như được cơ sở chúng tôi làm, bởi vì đây là một trong những sản phẩm vô cùng kỹ. Đấy, như anh chị em đã biết. Và toàn bộ sản phẩm như thế này đã được cơ sở chúng tôi đục. Đây là một bức tranh vô cùng đẹp và có ý nghĩa, đó là cung hồng chỉ. Đấy, một chiếc sập đục theo lối cung hồng chỉ, vách đục. Và đây ạ, cái tay đấy, tay ghế, ván tay ghế cũng đục toàn bộ là lối công hồng chí. Sản phẩm hiện còn để nguyên mộc và được cơ sở chúng tôi làm gỗ thì dày dặn chắc chắn. Đấy, đây anh chị em có thấy này, toàn bộ chương đây là dày 5 phân rưỡi, và toàn bộ từ chương cho đến tay đều có hết cài hết. Để mà anh chị em có thể mua về, hàng là hàng tháo lắp, tự mình có thể lắp một chiếc sập như thế này, không cần hiểu về đồ mộc, bởi vì cơ sở chúng tôi có đánh dấu hết rồi. Anh chị em hết sức yên tâm, tất cả những sản phẩm của đồ gỗ Nội thất cao cấp Sáng Trang làm đều là những sản phẩm vô cùng cao cấp, được làm từ chất liệu vô cùng quý hiếm, ví dụ như gỗ xưa, gỗ chắc, gỗ cẩm lai và gỗ cẩm chỉ và các loại gỗ hương vân bông rất đẹp. Đấy, thì như anh chị em quý vị đã biết, một chiếc sập như thế này thường thường mặt ván thì gỗ cẩm lai thì mặt ván to thì là hiếm, nhưng cơ sở chúng tôi làm những chiếc sập như thế này là mặt ghép, nhưng mặt ghép như được tuyển chọn trên những cây gỗ vân tự nhiên rất đẹp, và đặc biệt là ghép trên cùng một miếng. Đấy, anh chị em thấy không? Tất cả những miếng ván như thế này là cùng một cây gỗ xẻ ra, nên khi mình ghép vào thì gần như là không nhìn thấy gì, và đặc biệt là vân đối xứng nhau rất đẹp. Đây, còn chiếc kỷ như này cũng vậy, chiếc kỷ này cũng là hàng tháo rời. Đây ạ, toàn bộ những chi tiết như này chúng tôi gọi là hàng để ngơi. Đấy, chứ không phải là làm cố tình làm hở như này, đây là bắt buộc mình làm để ngơi. Đấy, sau khi anh chị em quý vị yêu thương mua thì cơ sở chúng tôi bắt đầu cho gắn keo và hoàn thiện tất tần tật, còn rất nhiều công đoạn. Và đặc biệt những sản phẩm được làm từ gỗ cẩm lai thì cái công hoàn thiện thì vô cùng dài, và đặc biệt là phải làm cực kỳ kỹ lưỡng. Đấy, thì một trong những sản phẩm thế mạnh của cơ sở chúng tôi đó là những sản phẩm từ gỗ cẩm lai, và đây là một trong những sản phẩm chuyên sâu của cơ sở chúng tôi, nên anh chị em quý vị hết sức yên tâm. Bởi vì sao? Bởi vì đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp Sáng Trang thì làm rất nhiều các loại gỗ quý hiếm, và cơ sở chúng tôi có rất nhiều loại gỗ, đặc biệt là gỗ cẩm lai, và tuyển chọn rất nhiều anh thợ có tay nghề cao, kỹ thuật để làm lên những sản phẩm như thế này. Thì rất mong quý vị anh chị em hãy ủng hộ cơ sở chúng tôi, để cơ sở chúng tôi có nhiều hơn nữa những động lực để tạo ra những sản phẩm mới, lan tỏa những giá trị yêu thương tới mọi người. Thì một lần nữa, cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Nội thất cao cấp Sáng Trang thì cảm ơn anh chị em quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe chia sẻ. Thì rất mong anh chị em hãy ủng hộ đăng ký kênh, cũng như anh chị em chưa biết thì qua kênh đồ gỗ Sáng Trang để được xem nhiều hơn nữa những sản phẩm. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chúc toàn thể anh chị em quý khách hàng có nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt.